tài khoản ZD mới đây tiếp tục làm khuynh đảo cộng đồng mạng khi cho ra mắt loạt hình ảnh clip đám cưới của cô cùng chồng, người cô tố là có mối quan hệ yêu đương với nam thư, lên trang cá nhân. Khoảnh khắc vàng đeo đỏ người khiến netizen xôn xao. Tiếp tục chuỗi series về loạt ồn ào liên quan đến diễn viên nam thư bị tố là cặp kè với chủ homestay đã có gia đình. Trong khi phía nữ diễn viên đã mở họp báo công khai toàn bộ câu chuyện, khẳng định bản thân bị oan, không hề chen chân vào hôn nhân người khác. Đồng thời cô cũng thông báo đã lập vi bằng để đưa mọi thứ ra pháp luật. Thì phía cô gái được cho là chính thất, có tài khoản mạng xã hội tên ZD, cô vẫn chưa buông tha cho nam thư, quyết định gì đến cùng. Sau hàng loạt status làm toàn cõi mạng chao đảo, chấm họng liên tục ngày đêm, thì mới đây ZD còn chơi lớn khi tung hẳn cả album ảnh cưới, clip đính hôn đầy tình tứ của cô cùng chồng cách đây nhiều năm trước. Kèm theo loạt hình ảnh này, ZD cũng không quên gửi gắm những lời cà khịa sâu cay, nhằm ẩn ý bản thân mới là người được cưới xin đàng hoàng, không như những kẻ cố phá hoại hạnh phúc để có được tình yêu trái với đạo đức. Cư dân mạng liên tục rộn ràng với những hình ảnh và video này. Đáng chú ý là khoảnh khắc ZD được trao vàng đầy người trong giây phút làm lễ gia tiên. Theo những hình ảnh trong đoạn clip thì cả hai bên gia đình đều rất vui vẻ và hạnh phúc. Mẹ chồng của ZD còn trao tận tay của hồi môn, đầy áp vàng cho vợ chồng ZD. Điều này cũng như lời khẳng định của chính thất, dập lại những phát ngôn chê bai con dâu trước kia của mẹ chồng. Bởi mẹ chồng của ZD là người bênh vực nam thư ngay từ những ngày đầu, nói rằng bản thân không muốn cưới ZD cho con trai mình. Trước đó vào ngày 7 tháng 7, ZD có tung clip chia sẻ 70% vốn để làm homestay là do mẹ và gia đình cô hỗ trợ để hai vợ chồng có cơ sở kinh doanh. Thời điểm phát hiện chồng ngoại tình, cô đã rất giận dữ, đề nghị từ Đà Lạt về lại Đà Nẵng để sống cùng mẹ đẻ. Thế nhưng, người chồng mong đừng phốt lên mạng xã hội, chủ động nhận sai và nói xin lỗi. Lúc đó, mẹ chồng của cô cũng ra mặt để khuyên ngăn hai người tha thứ cho nhau vì con còn nhỏ. Mẹ chồng còn đề nghị ZD dọn về sống cùng nếu không muốn ở cùng chồng nữa. Tuy nhiên, sau đó mẹ chồng lại có thái độ quay xe, chuyển sang chỉ trích chính ZD là người có lỗi trong sự việc này. ZD nghẹn ngào nói, trong cuộc hôn nhân này, mẹ chồng đã chửi mẹ của tôi rất nhiều, nhắn tin, gọi điện bằng những lời lẽ thô tục, xúc phạm. Bà ấy nói mẹ tôi không biết dạy con, cứ có chuyện gì xảy ra thì lỗi đầu tiên là do tôi. Chồng tôi sai cái gì, xăm mình, hút thuốc, này kia đều là do tôi. Mẹ chồng nói ngày xưa chồng tôi rất ngoan nhưng từ khi quen tôi mới thành như vậy, nhưng mọi người xem tôi đi. Trên người tôi không có một vết mực nào, xăm chân mày hay môi còn không dám thì sao lại xúi chồng mình làm, từ xưa giờ mọi chuyện đều do tôi hết. Sau vài ngày thu xếp công việc, ZD đã đưa các con dọn về sinh sống cùng gia đình tại Đà Nẵng vào cuối tháng 6. Cô cho biết chỉ 1 đến 2 ngày sau khi cô dọn đi thì nữ diễn viên kia đã lên Đà Lạt, trong homestay lúc này còn có một gia đình sinh sống tại đây để làm quản gia, hỗ trợ công việc kinh doanh của vợ chồng ZD. Cùng thời điểm này, trên mạng xã hội bắt đầu xuất hiện một số tin đồn liên quan đến chuyện sao nữ Vbiz giật chồng. Chính vì vậy, gia đình chồng của ZD cho rằng cô đã đăng bài phốt làm ảnh hưởng đến danh dự và uy tín của người trong cuộc. Lúc này, mẹ chồng và chồng của ZD đứng về phía nữ diễn viên để tấn công gia đình quản gia, cho rằng đây chính là người tiếp tay cho ZD để thu nhập bằng chứng đăng lên mạng xã hội.